Đó, vậy là không có đi học, không đi học và cứ vội vàng trong cái chuyện là mình đi đi bảo trợ để mà làm. Và cái chính cái điều đó hôm nay mình mới thấy rằng cái điều đó là sai, sai lầm hoàn toàn. Và trong cái thời gian đầu mình nghĩ rằng mình có thể khuyên các bạn như thế này: cái kinh doanh trong Amway thì cái kiến thức mới là quan trọng, còn cái vấn đề bảo trợ hôm nay hay không thì vẫn thị trường vẫn còn đó, nó vẫn còn rất lớn, cho nên mình không cần phải vội mà mình hãy trang bị cho mình những cái kiến thức đầu tiên, những kiến thức đầu tiên thực sự vững chắc. Sau đó khi mình có kiến thức rồi thì mình đánh đâu cũng được đó. Đúng không? Và mọi người đừng có vội, bởi vì thời gian đầu có thể là mình kiếm một người, hai người, ba người, mình thấy sao mà hệ thống mình sao nó ít quá. Cho mình nhìn giống như cái slide của anh Trọng anh chiếu lên đó, người gì mà chỉ chích như kiến, đúng không? Cái mình thấy vậy cái mình vội, cái mình thấy cái mình vội, cái mình tham, cái mình chạy, mình đi làm, cái mình làm đâu mình thất bại đó, làm đâu mình thất bại đó, cái về mình nản. Cho nên mình thấy rằng có thể thời gian đầu có thể các bạn chỉ cần bảo trợ một vài người, một hai ba người gì đó thôi, rồi như vậy cứ cùng với người ta để mà đi học, cứ rủ châu đi học đi, được không ạ? Không có gì vội. Và chính những người một hai ba người này thôi, sau này mình lấy Agro được không? Thì hôm nay rất là cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã cho mình chia sẻ cái buổi hôm nay, và cái thời gian cũng không còn nhiều, cho nên mình xin phép được dừng vào đây. Và trước khi dừng thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến những anh chị lãnh đạo trong hệ thống đã cho mình được nhận ra được những cái giá trị trong cái Amway và đã giúp đỡ mình trong cái vấn đề là được đi học tập. Vâng.